đây chứ gì đây các bạn, nguyên một chiếc xe tải khổng lồ đang chở rất là nhiều cái dòng xe đua khác nhau luôn vậy các bạn. Wow, một cái túi này các bạn thăm lên để xách lên này đó, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem ở trong đây có những chiếc xe đua nào nha. Đây, mở ra đây. Wow, mình có 6 dòng xe khổng lồ luôn vậy các bạn. Ở đây là một dòng xe đua khá là xịn sò luôn, Sport Cross các bạn. Nó có một cái màu cam này các bạn, đẹp chưa kìa các bạn. Nó có 4 cái ống đô nha, thời 95 nha các bạn. Một dòng siêu xe thời 95 các bạn. Những người khoái những xe cổ rất thích chiếc này đúng không các bạn. Wow, đường độ lên rất khá là nhiều nữa này các bạn, đẹp chưa. Adrenaline 2.0 các bạn, một phiên bản đời mới của dòng xe đua này luôn. Wow, đó là 2.0 nha, phiên bản mới nhất luôn các bạn. Quá đẹp luôn này, sở hữu một cái màu đen xanh rất là ngầu luôn. Wow, nhìn đã cực kỳ luôn, chạy khá là nhanh của dòng xe đua này luôn. Đó, hai chiếc đang đối đầu các bạn. Đấy, mình xem gì đó các bạn. Wow, có cả Dinoco màu vàng các bạn. Wow, đây là Dinoco số 54 màu vàng rất là đẹp luôn kìa. Một dòng xe cải tiến đời Dinoco 51 các bạn. Wow, cái vòng manh mà cái mâm của nó có màu đỏ nha. Đó, sở hữu cái bánh xe khá là ngầu luôn các bạn. Hay, chúng ta sẽ cùng nhau chạy thử luôn rồi nè. Đấy, khá là mượt luôn. Wow, cái bánh xe nó chạy rất là mượt luôn các bạn. Wow, dòng xe cải tiến nó khác nha. Bánh xe Sco của đội Ý này các bạn. Wow, dòng xe đua F1 khá là ngầu luôn. Dòng này chạy tăng tốc khá là nhanh các bạn, sở hữu 1.200 mã lực chạy rất là nhanh luôn. Bắt đầu luôn các bạn, quá ngầu luôn nè. Sesco của Ý đây, đấy, có được cái đồ dấu hiệu ở đây luôn là wow, quá là ngầu. Và đây quán quân của cái cuộc thi đột đua lần trước, đây là MC McQueen luôn các bạn. Wow, cái dòng mang lực này được đua cả đứng dòng em McQueen các bạn. Luôn này đó, hey, quá đã luôn. Wow, dòng xe khá là đẹp luôn á. Hey, chúng ta sẽ cùng nhau coi bên mặt bên kia coi. Hey, đóng lại, hey, lật lại đó. À, và chúng ta có thêm một mặt ở đây. Hey, và chúng ta mở ra coi. Hey, hey, ở đây mình có một chiếc xe gì đây. À, một dòng xe cổ các bạn, một xe cổ được độ lên nhanh. Một dòng xe mà những dân năm 95 rất là khoái luôn các bạn. Nó có khả năng nhúc nhúng vậy nè các bạn, hay đó các bạn. Đấy, cái bánh nó sẽ nhúng nhúng như vậy này, rất là xịn luôn. Trong xe đây được trang bị hai cái lốp và xé gió hai bên nha, cản gió ra hai bên các bạn để chạy tăng tốc nó khá là mượt. Đó, cái mâm của nó có một cái màu xanh dương rất là đẹp luôn nè. Đấy, khuôn mặt là thấy một quý ông rồi các bạn, quá ngầu luôn. Này, wow, hầu vào đây một dòng MC McQueen luôn các bạn. Wow, dòng này là cái dòng cũ trước cái đời MC McQueen kia các bạn. Trước khi gặp Sam Axel các bạn. Đấy, thấy chưa? Xe MC McQueen khuôn mặt cười rất là tươi luôn. Rất là tự tin luôn các bạn. Đó. Ta sẽ cùng nhau thấy hai chiếc MC McQueen với nhau các bạn. Đấy, wow. Nhanh nhanh chuẩn bị vô một cuộc đua rất là dữ dội. Wow, chạy rất là nhanh luôn các bạn. Wow, đã chưa? Đây là một chiếc xe kem đã được cải tiến thành xe đua các bạn, B-Brody là hay một dòng xe gọi là xe van, xe thùng khổng lồ luôn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Wow, nhìn khuôn mặt của nó kìa. Đấy, khá là tự tin luôn nha. À, đã chưa. Wow, chiếc xe màu xanh này tên gì đây. Super Racing Car luôn các bạn. Wow, một chiếc xe mà mang một cái danh xưng là siêu xe luôn các bạn, siêu xe đua luôn, quá ngầu luôn. Đấy, nhưng mà nó không có được trang bị những cái thiết bị động cơ hiện đại như những chiếc xe kia các bạn. À, nhưng mà là được dám này cái danh là Super Racing Car luôn các bạn, thấy ghê chưa, quá ngầu luôn chứ. Dòng xe cổ xô xanh lá cây này các bạn, cùng dòng với chiếc ở dưới của các bạn. Oh, những cái dòng xe dưới ông rất là đẹp luôn các bạn, quá ngầu luôn nha. Xanh lá cây siêu ngầu, wow, đã chưa. Ở đây mình có một chiếc Liquid luôn các bạn, Liquid Adrenaline 2.0 luôn nè. Đây, hai dòng xe khá là ý hợp nhau luôn, cùng nhau sản xuất các bạn, quá là xịn luôn.
và chiếc em xin một quyền đang cùng nhau cả một chiếc xe đua đó các bạn. Wow, chiếc xe đang quay đầu và chuẩn bị làm nhau như chuột khổng lồ luôn. Thấy chưa? Mình có hai chiếc Enduro đời cũ đời mới đang nói chuyện với nhau ở đây. Wow, chiếc xe đang bắt đầu chuẩn bị giao cuộc đua khổng lồ luôn các bạn. Wow, đã như vậy nó sắp xếp để chuẩn bị đua rồi. Chiếc xe đã hết nhiệm vụ rồi, chiếc xe đã di chuyển đi rồi các bạn. Wow, đã chưa kìa.